mình lại tiếp tục tập thể dục. Đây là máy tập thể dục, máy đi bộ, rất nhiều các cái chế độ khác nhau, từ đi bình thường đến đi nhanh rồi đến chạy. Đây đang đi ở mức 30. Đi bộ rất dẻo. Một cô gái có mái tóc dài đến mông, đến đúng giữa mông. Tự nhiên không phải hỏi, đi đủ hết các chế độ. Nhìn đây. Hello, xin chào. Tiếp tục.
chiều đến chân nóng. Đi được bước dài lắm. Bắt đầu bước dài đấy. Lớp 6 năm mà đã phải chạy rồi. Chạy thế nó tốt làm ngồi. Đầu quay vội quá thế nhá. Chạy đi. Để em tăng tốc độ đi chạy. Tăng tốc độ. Thế mười một đến Bắc Giang rồi đấy, qua Bắc Giang rồi đấy.
về chế độ đi bộ đi. Nữa. Thư giãn. Xua tay, khua tay cho nó mè, cho nó dẻo. Đi thư giãn một lúc. Dừng đi. Stop, stop. Stop. Xin chào. Ok.